Học chứ thầy. Rồi mình bắt đầu học nha con. Are you ready? Okay, now let's begin our lesson this afternoon. This afternoon, we are going to do some exercises in your textbook để tham khảo tiếng Anh lớp 5. Rồi bạn nào mà có sách thì con có thể dở sách của mình. Đây là một số các bài tập bổ trợ làm thêm. À, nếu mình chưa có sách thì con có thể theo dõi và cố gắng ghi chú vào trong vở học của mình. Rồi, bài tập thứ nhất, con sẽ đọc hiểu và cho thầy biết bạn N đã nói những gì với Tom. What does N say to Tom? Trong cái mẫu đối thoại sau đây, What does N say to Tom? Rồi, trong lúc chưa có phát biểu thì con tắt micro để không làm ồn. Con tắt micro giùm thầy nha. Khi nào phát biểu thì phải nhớ mở micro lên. Rồi bây giờ con nhìn câu ví dụ. Bạn Tom nói gì? Hi Anna, what are you doing? Sorry, what are you eating? À, và con thấy bạn Anna sẽ trả lời như thế nào? Đây là câu ví dụ. Con này. Rồi, con đọc giùm thầy câu B coi. Oh, hello, Tom. I'm eating a sandwich. Very good. Đó là câu trả lời của Anna. Nha, như vậy. Con có thể ghi cả câu. Tuy nhiên, trong bài tập này mình làm giống ví dụ. Ví dụ như mình chọn đáp án là câu B. À, mà con vừa đọc đó, bạn mình vừa đọc đó, thì thay vì ghi hết câu, con cho thầy chữ B, letter B con viết lên trên này. Hiểu không? Rồi, đó là ví dụ. Bây giờ mình có câu số 1. Number 1. Who can say first? Ai đọc giùm thầy câu số 1? Và cho biết bạn Ender con thầy. Rồi. Cố gắng mỗi bạn trả lời ít nhất một câu. Rồi. Hải Yến number one please. Yellow hair. Tom, it's very colorful. Very good. Anna. Yes, I do. But it's not my favorite. Như vậy con chọn đáp án là letter gì? Dạ thưa hay là câu G. Câu G hả? Câu G. 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 Là câu G hả thầy? Ừ. Có bạn nào có
đáp án nào khác không? Có ai có đáp án nào khác không? Đáp án của bạn mình là câu dạ con gì? Ồ, rồi con trả lời coi. Con. Rồi. Con trả lời luôn đi. Yes. Yes, and it's delicious too. Very good. Và thầy nghĩ đây là đáp án chính xác nha. Như vậy đáp án của mình là yes and it's delicious too. Không những nó có màu sắc sặc sỡ mà nó còn rất là ngon. And it's delicious too. Như vậy câu này là câu gì vậy? Câu đó là câu gì? Con hay. Con nói luôn đi, đáp án đó là câu gì vậy? Dạ thưa thầy, đáp án đó là câu Y. Rồi, điền chữ Y vào. Y. Đúng rồi, Y. Good, Y. Rồi, điền chữ Y vào. Y nha, rồi. Đó. Ai không có sách thì con viết cả câu vào cho thầy nha, viết cả câu vào. Viết cả câu vào vở. Nếu ai không có làm trên sách thì mình nên ghi cả câu vào. Rồi, number 2 please. Rồi, Minh Nhật please. Minh Nhật please. Thế mẹ của bạn đã làm nó à? Thay vì người ta dùng does, nhưng vì câu này được dùng ở quá khứ ha. Mẹ bạn đã làm nó phải không? Thì mình thay does bằng chữ did trong câu hỏi nha. Chữ did này là dấu hiệu cho mình biết câu hỏi ở thì quá khứ. Rồi, did your mom make it? Thế bạn Anna trả lời sao? Con biết này. Minh Ngọc trả lời đi. Câu đi. Con đọc cả câu. No, my sister made it for me. That's good. Đáp án câu đi là đáp án đúng. No, my sister made it for me. Không phải, mà là chị của mình đã làm giùm cho mình. Very good. Đi. Thế thì điền đáp án vào. Đi. Con có thể viết cả câu. Thank you, Minh Nhật. Rồi, câu số 3, please. Number 3. Bối Di, please. Con này. Rồi. Bối Di được không? Sẽ là câu mấy này? Đúng rồi, câu số 3. Câu số 3. Đọc cả câu hỏi. Do you like? Yes, I do, but it's not my favorite. À,
À, như vậy con dùng câu gì? Bạn thích món gà không? Thích chứ, nhưng mà nó không phải món yêu thích của mình. Very good, được. Câu gì? Thank you. Đáp án câu gì? Rồi. Number 4 please. Con đọc cả câu hỏi. Number 4, Hưng Long. Hưng Long. Can you? Rồi Khánh Linh please. Câu số 4. Câu 4. Really? Thật vậy sao? Really? Con đọc câu hỏi luôn. Really? Was your favorite? Was your favorite food? Then. Then. Rồi, huh? Con chọn câu trả lời nào? Then. Con chọn câu phù hợp bên dưới. A. Rồi con đọc cả câu đi. Con chọn câu nào đọc cả câu. Yes, I like fish. Yes, I like fish. Đáp án là câu A. Có ai có câu trả lời khác không? Who has another answer? Ai có câu trả lời khác không? Rồi, thế thì câu trả lời của mình là gì? Really? What's your favorite food then? I like ice cream. I like ice cream. Very good. I think your answer is correct. Đáp án của con là đúng rồi nha. I like ice cream. Mình thích món kem. I like ice cream. Như vậy đó là câu gì vậy? Đó là câu gì? Con biết rồi. Lấy từ gì vậy? Câu F. Câu F. Rồi, thank you. Câu cuối cùng, number 5. Who can? Rồi, Quang Khải đi. Please. I like it too. What ice cream do you like? Chocolate. What about you, Tom? Very good. Như vậy con vừa chọn đáp án nào? H. H. Very good. You're IQ. So good. H. You're good, Quang Khải. Good. H. Letter H. Là đáp án đúng nha. Rồi. Rồi, good.
Rồi, bài tập thứ nhất thầy thấy con làm là khá tốt đó. Và thầy cho con ít phút, bạn nào mình chưa có sách có thể ghi lại vào trong vở. Trong bài tập này mình có từ nào mới không con? Có từ nào cần thầy giải thích thêm không? Thầy thấy là toàn những từ mình đã được học đúng không? Rồi. Rồi, bạn nào xong rồi gõ vào ô chat. Yes, I'm done. Yes, I'm finished. Đúng không? Để mình đi tiếp bài tiếp theo. À, mình có từ nào cần phải biết thêm không? Ví dụ mình có từ colorful là gì? Colorful là gì? Ai biết? Colorful. Colorful là gì? Ai biết? Dạ con rồi. Rồi, nói giùm thầy nghe, colorful là gì? Nói. Colorful là gì? Dạ thầy là nói vừa nhiều màu sắc. Thank you, very good. Nhiều màu sắc thôi. Very good. Right, very good. Thank you. What else? Strawberry, strawberry, please. Strawberry, please. Rồi, Khánh Linh trả lời đi. Strawberry, please. Dạ, thưa thầy là dâu. Very good, rồi. Rồi, bây giờ mình đi tiếp qua bài tiếp theo. Bây giờ con nhìn vào trong cái khung hình chữ nhật, người ta gợi ý cho mình một số từ gợi ý để mình điền vào, thêm vào chỗ trống phù hợp trong câu. Thì trong những từ này có từ nào chưa biết thì có thể hỏi, để rồi mình sẽ phải đọc cái bài tập đọc ở trên xem cần thiết điền thêm vào chỗ trống từ nào cho đúng.
có thể là động từ, có thể là tính từ, có thể là danh từ, vân vân. Và chú ý thêm, trong bài người ta bắt đầu dùng thêm các động từ dạng quá khứ thì mình cố gắng ghi nhớ dạng quá khứ của một số các động từ quen thuộc để mình dùng cho đúng nha. Một số các động từ quá khứ rất quen thuộc, rất hay lặp đi lặp lại trong bài tập hay là trong giao tiếp thì mình sẽ cố gắng ghi nhớ thêm. Rồi thầy cho con 5 phút, con có thể làm trước vào trong vở hoặc trong sách của mình. Có thêm từ vựng nào thì hỏi ngay nha. Sau đó cùng sửa bài. Thầy ơi thầy. Rồi con hỏi đi. Exciting là gì vậy thầy? Chữ nào con? Exciting á thầy. Exciting hả? Có trong bài không? Dạ có, trong cái khu họ cái họ hình hình chữ nhật á. Cái từ thứ hai á thầy. Đúng rồi, con đọc là excited. Excited nha. Excited. Đúng rồi. Excited. Rồi con biết thêm đi. Excited. Excited, nha, cái nghĩa của tiếng Việt nó là phấn khởi, phấn khích nha. Thank you, từ thứ nhất, excited. What else? Rồi, ai biết từ surprised, surprised? Dạ là bất ngờ. Very good. Gần gần nghĩa nha. Surprised. Nó gần nghĩa với chữ. Rồi, ngạc nhiên, surprised. Rồi, what else? What else? Suddenly, suddenly.
I bet suddenly. Bạn nào vừa nói? Dạ là đột nhiên. À đúng rồi. Dạ con. Đúng rồi. Rồi, very good, suddenly. Trong bài mình có một số động từ quá khứ, con phải ghi nhớ và con học thêm nha. Ví dụ, rồi con biết quá khứ của go là gì không? Là đúng rồi, con thấy trong bài có chữ when. Đó là dạng quá khứ của động từ go. Nhớ nha. Đó, mình thấy động từ when, chứ mình không còn thấy động từ go, bởi vì nó là dạng quá khứ của động từ go. What else? Rồi. Can. Cho thầy biết quá khứ của động từ sit là gì? Sat. Very good. Sat. Rồi. Đúng rồi. Trong bài con thấy động từ sát không? Có nhìn thấy động từ sát? Dạ thấy. Người ta dùng quá khứ, chứ người ta lại không dùng hiện tại trong bài nữa. Cái nghĩa của nó thì giống nhau vậy, nhưng mà trong câu bây giờ người ta kể lại việc đã xảy ra trước đây, nên các động từ được dùng ở quá khứ. Chẳng hạn như went là quá khứ của go, là phải học thuộc. Said là quá khứ của sit, phải học thuộc. Rồi, what else? What else? Can. Rồi, quá khứ của động từ see là gì? Saw, đúng rồi. Đó, con nhìn kỹ trong bài, con đọc kỹ thì con thấy động từ quá khứ của see tức là saw. Rồi, good. Nhớ, khi con làm nhiều bài tập rồi thì con thấy những động từ này thường lặp đi lặp lại, và như vậy mình sẽ thuộc dần. Một lúc thì con sẽ khó mà thuộc, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều thì mình phải học thuộc nha. Cố gắng học thuộc thôi. Động từ tiếp theo đố con, quá khứ của động từ say là gì? Có trong bài không?
Rồi, quá khứ của động từ say là gì? Quá khứ của động say là said nha, said. Quá khứ của động từ say là said. Thầy viết chữ hoa để mình chú ý. Said là dạng quá khứ của động từ say. Mấy động từ đằng trước mình đã học, mình đã biết. Còn bây giờ mình biết, cố gắng biết thêm các dạng quá khứ của nó. Rồi, what else? Đến. Rồi. Rồi, quá khứ của động từ phone là gì? Dạ là fail. Very good, fail. À, fail, phone fail. Phone fail. Phone fail. Con thấy nó thay đổi không theo quy tắc nào hết. Do đó mình phải học thuộc lòng. Go, when, sit, said, see, saw, say, said, phone, fail. Là phải học thuộc lòng vậy thôi. Không có cách nào khác nha. Ngoài ra những động từ khác, nếu nó không phải là động từ bất quy tắc như thế này thì thường là người ta thêm chữ ed vào cuối động từ để biến nó thành dạng quá khứ. Thầy nhắc lại lần nữa, những động từ mà mình phải học thuộc bởi là vì dạng quá khứ của nó thay đổi không theo quy tắc nào hết, nên mình phải học thuộc lòng, giống như con học bản cửu chương vậy đó nha. Mình phải học thuộc lòng. Còn một số động từ khác chiếm phần lớn thì là nó theo quy tắc. Nếu mình dùng dạng quá khứ thì mình thêm cái chữ ed, tiếng Việt có nghĩa là e giờ đó con. Con thêm cái đuôi ed vào cuối động từ đó. Ví dụ nè, trong bài mình cũng có một số các động từ có quy tắc. Ví dụ, ví dụ như jump, jump. Ví dụ như mình có động từ jump. Như vậy, quá khứ con chỉ việc thêm gì? Con thấy thầy thêm ed không? Jump. Đúng rồi. Đó, quá khứ mình chỉ thêm ed. Thấy chưa? Đây là dạng có quy tắc. Đây là dạng có quy tắc. Rồi. Khi con đọc, con đọc thêm cái chữ đờ. Con đọc nhẹ thôi. Chôm, chôm, chôm. Đọc nhẹ thôi nha, chứ không có đọc chum đờ đâu nha. Đọc là chum, chum. What else? Còn động từ nào thêm ed nữa không?
còn động từ nào thêm ed nữa không? Thấy không? Ai thấy động từ nào thêm ed? Dạ là shouted. Very good, very good. Shouted. Shouted, đúng luôn. Shouted. Shouted, very good. Shouted. Rồi, very good. Đúng rồi. Động từ shout. Shouted. Shouted là dạng quá khứ. Shouted là dạng quá khứ. Thay thêm ed. Very good. What else? Còn động từ nào nữa không? What else? What else? Thầy thấy còn nữa. Còn trống mình viết thêm. What else? Dạ thưa thầy, là lúc kệ. Chỉ gì? Lúc kệ. À, đúng rồi. Chữ lúc đó thầy. Đúng rồi, lúc. Có thể bị đi ở cuối đó thầy. Chính xác luôn. Lúc. Lúc. Very good. Đó là dạng quá khứ luôn. Stop này. Stop. Very good. Stop. Ôi mày đi. Rồi. Đó, lúc này con nhìn ra dạng quá khứ rồi đó. Con đã nhìn ra dạng quá khứ vậy là tốt rồi đó. Rồi. Rồi, viết thêm động từ stop. Stop. Rồi. Dạ, động từ wave. Đúng rồi, động từ wave. Wave, wave. Very good. Wave. Yeah, good. Yeah. Rồi, sau này mình sẽ còn gặp thêm. Thầy ơi, subscribe cái tính mình thầy. Cái nào con? À, rồi, cái chữ surprised. Thì mình sẽ... Có thể mình không tính nó như là động từ. Con chỉ hiểu nó là tính từ thôi. Cái dạng tính từ này thật ra là nó cũng có liên quan tới động từ thêm ed như thế này đó. Nhưng người ta thường xem nó là tính từ hơn. Như vậy khi con diễn đạt cái ý ngạc nhiên, mình thấy rất ngạc nhiên, thì con dùng chữ tính từ này. I'm very surprised. Nha, yeah, I'm very surprised to hear that, chẳng hạn. Thế thì thầy ơi, còn cái chữ này là tính từ. Thầy ơi, còn từ to nữa thầy. Có thể đi á thầy. Chữ nào con? Đúng rồi. Có thể còn to thầy, chẳng hạn. Dòng thứ hai hả? Động... Dòng thứ hai của đoạn cuối cùng á thầy. Dòng thứ hai của đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng á thầy. Đoạn cuối cùng á. À, động từ start đúng không con? Cô 4, cô 5 á rồi. À, đúng rồi. Đó thì thầy nói. Thầy viết luôn cho đầy đủ đây. Start, started. Rồi, con viết luôn cho đầy đủ. Start. Rồi, coi như đây đủ rồi. Bạn nào thấy thì có thể bổ sung thêm nha. Mình hiểu được đâu là động từ quá khứ trong bài. Như vậy là tốt rồi nha. Start. Rồi, động từ này là có quy tắc. Thêm ed vô. Con đọc là started. Started.
Rồi, started. Thêm ed vô. Động từ thêm ed lúc này nó có 3 cách đọc. Nhưng mà đối với động từ này thì thôi con cứ quen từ từ đi. Chứ thầy nói nhiều quy tắc thì mình lại rối lên. Con cứ nhớ cách đọc của các động từ quen thuộc trước cái đã. Ví dụ như chum, con đọc là chum. Shouted. Looked, con đọc âm tờ nhẹ thôi. Looked. World, con đọc âm đờ nhẹ. World. Còn ở đây con đọc âm it, con đọc mạnh. Started. Con đọc started nha. Rồi, bây giờ mỗi bạn cho thầy một câu trả lời cho thầy được không? Ai đọc giùm thầy câu zero coi. Câu thứ nhất. Rồi, Thế Quân đọc coi. Đọc mi. Ví dụ. Đọc câu ví dụ đi. John likes. Bạn thế. Bạn ơi, hôm nay đang tỉnh. Thế Quân đọc câu ví dụ đi. Rồi, Tuệ Nhi mới vào. Tuệ Nhi, câu ví dụ. Rồi, ai đọc giùm thầy coi. Con có con thầy. Rồi, con đọc câu ví dụ đi. Nghĩa thầy là John likes listening to music a lot. His favorite singer is Carl Daddy. David. David. Rồi, David. David. Cái ca sĩ được yêu thích của bạn ấy nha, của bạn John. Rồi, ai đọc cho thầy câu số 1, number 1 please. Ai đọc được thì giơ tay lên. Camera. Mở camera lên. Đọc được thầy. Rồi, you. Dạ, từ từ, đợi tôi xin. Last Tuesday, David come to begin John's school. Rồi, con dùng chữ gì? Begin. Trong này con chọn từ begin. Có bạn nào có đáp án nào khác không? Who has another answer? Ai có câu trả lời khác không? Câu này visit. Thầy thấy động từ visit. Visit là gì vậy con? Visit là gì? Dạ, thầy là thăm. Đúng rồi. David đến thăm trường của John. David đến thăm trường của bạn John. Và như vậy ở đây, con dùng cho thầy động từ visit là nó đúng hơn nha. Chính xác hơn. Rồi. Very good. Visit. Viếng thăm.
Rồi, very good. Minh Nhật. Câu số 2. Who can? Number 2, who can? David đến thăm trường học của John. Thế thì bạn John cảm thấy như thế nào? Câu số 2 đi. Who can? Rồi, con luôn. Câu số 2. Dạ, không hay là strong wolves really this morning he went to school very. Câu số 2 con. Con đang đọc câu số 3 mất rồi. Câu số 2 là strong wolves very. Yeah, câu số 2 là chữ gì hồi nãy mà very. Chữ gì hồi nãy? Excited. John excited. Very excited. No. Okay, cũng được luôn. John was very excited. Rồi, very good, được. John was very excited. Rồi. Rồi, very good, John was very excited. Rồi, ai đọc tiếp câu tiếp theo, number 3. Excited. Câu số 3, who can? Rồi, con luôn. That morning he went to school very. Sáng hôm đó bạn ấy đi học rất rất là và very gì, very gì? Early. Early, very good. Rất là sớm, very good. Early. Rồi, very good. Cậu ấy đi đến trường rất sớm. À. Năm rồi, con đọc tiếp ha. Rồi. Không ai ở trong lớp cả. Cậu ấy ngồi xuống ghế, trông ra ngoài cửa sổ. Bất ngờ, một chiếc xe màu xanh dừng lại ngay trước cổng trường. Và một người đàn ông bước ra.
đó chính là David. À, rồi. Giờ tiếp nha, ai đọc tiếp cho thầy câu tiếp theo. Number 4. Hello, David. John. Number 4 please. Điền thêm cho thầy vào chỗ trống number 4. Ở đây con cần thiết một động từ. Ở đây con cần có một động từ phù hợp. Can. Con này. Rồi con luôn. Giống như là shouted. Shouted, very good. La lên, cậu ấy la rất là to. Very good. Hello David. Hello David. Very good. Shouted. Động từ quá khứ mà mình vừa mới được ghi. Shouted. Rồi. Shouted. Rồi, ok, shouted. À, cậu la rất to. Thank you. Rồi, con đọc tiếp. Để chọn từ điền vào chỗ trống. Số 5. David rất ngạc nhiên. David was surprised. And he jumped and almost fell down. It was very funny. So John started to. Ba thất trùng. Rồi, ai điền cho thầy câu số 5? David rất ngạc nhiên. Và cậu ấy nhảy dựng lên và sắp muốn té, trông rất buồn cười. Vì vậy John rất ư là vì vậy John sắp started to. Mình cần một động từ. Bây giờ con chọn cho thầy động từ nào khi mà John. Con mẹ. Yeah. Laugh. Yeah, laugh. Oh, laugh. Good. Laugh là gì con?
Dạ không phải là cười lớn. Very good, laugh. Đúng rồi, vì vậy John muốn bật cười nha. Shout, started to laugh. Bật cười đó. Muốn bật cười luôn. Rồi, đọc tiếp cho thầy. Rồi. Ai chọn tiếp cho thầy? Thế rồi David. Ai đọc giùm thầy từ cái câu đen? David saw him. Ai đọc giùm thầy? Thầy có thể giải thích cho được nhanh nè. Who can say aloud? Đọc nốt cái đoạn cuối cho thầy coi. Để xem có thêm từ nào mình chưa được rõ không. Who can? Rồi Quang Khải đọc đi. Then. Bắt đầu từ chữ then. Then David saw him and smiled and waved. Hello. Đọc tiếp đi con, đọc hết luôn. Hello, he said. Said. Don't tell anymore. Don't tell anymore that I fail. Okay. Okay. Okay, John smiled. He likes. He likes David even more now. À, rồi, thế là David nhìn cậu ấy mỉm cười, vẫy tay chào hello và nói đừng có cho ai biết là mình té nghe chưa, được không nào? Thế là John hứa, John mỉm cười, được chứ, ok. He likes David even more now. Thế là bây giờ bạn John càng cảm thấy yêu quý David hơn. Rồi bây giờ con chọn đáp án nào để làm cái tiêu đề cho cái câu chuyện của mình. Cái tiêu đề nào con thấy nó phù hợp? Thứ nhất, John sắp bị té. Thứ hai, chiếc xe hơi. Dạ là John and. Thứ ba, điều bí mật của John và David. Mình chọn đáp án nào? Rồi, ai biết? Mở thêm. Dạ là con chọn đáp án ba. Con chọn đáp án ba. Đúng rồi, đáp án thứ ba. Rồi là đáp án chính xác luôn. Very good. Rồi. Chọn đáp án thứ ba, John and David secret nha. Rồi con chọn đáp án này.
Rồi, thầy cho mình ít phút. Bạn nào có ghi chép vào vở chưa kịp thì có thể khẩn trương bổ sung đầy đủ vào trong sách cũng như trong vở của mình. Con có nhìn thấy rõ dấu tích không con? Con thấy dấu tích không? Không. Oh, oh. Con nhìn thấy dấu tích không? Rồi để thầy cho nó màu đỏ cho dễ nhìn nha. Rồi, bây giờ mình làm thêm một bài tập nữa nha. One more exercise. Rồi, đây là bài tập nghe. Đây là bài tập nghe. A talk with Harry. À, một cái buổi nói chuyện cùng với Harry. Rồi, bây giờ con nhìn sơ qua cái nội dung bài tập nghe của mình. Mình có thể đoán trước xem những thông tin đó mình có thể điền. Những từ nào mình đã biết, mình đã được học. Rồi trong lúc nghe thì mình sẽ chọn lấy nha, mình chọn lấy cái từ phù hợp để trả lời. Rồi thầy cho con 2 phút quan sát cái nội dung bài tập nghe của mình trước. Ok, are you ready for your listening? Con bắt đầu bài tập nghe được chưa? Trong lúc nghe, mình nghe được gì con có thể ghi chú ra. Để một lát thầy có hỏi thì mình biết mà trả lời. Ai có sách thì làm ngay vào trong sách của mình luôn. Có thể làm trước bằng bút chì nghe, để tẩy xóa cho nó dễ. Are you ready? Ủa thầy, cái trang này nằm trong sách nào vậy thầy? À, trong sách nào hả? À, trong sách này nè con. À, trong sách này nè, nếu không có thì thôi nghe. À, đúng. Ủa, trang nào thầy? Chắc con không có gì thôi, trong sách này nè.
Không có thì thôi. Ô sắp nào, sắp nào trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Sắp mày đó hả cậy? Đúng rồi. Mình không có thì thôi nha con. Không cần phải mua đâu. À rồi. Mỗi lần thầy hướng dẫn mình học thì mình chú ý, mình có thể theo dõi và ghi vào vở là ok. Được không? Sách flyer số 8. Rồi bây giờ con bắt đầu nghe nha. Now listen. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello. Can I ask you a few questions for my class? Sure. What do you want to know? What's your job? I'm a footballer. Can you see the answer? Now you listen and write. I know your name is Harry, but what's your surname? It's Silverman. That's S-I-L-V-E-R-M-A-N. And which team do you play for, Mr. Silverman? I play for the Camels. Oh, that's my brother's favourite team. That's great. Now, how old were you when you started playing football? My father taught me when I was a child. I was 9. And are you married? Yes. I've been married for 5 years. What's your wife's name? It's Helen. Is that H-E-L-E-N? That's right. And do you play any other sports? Yes, I do. I play golf with my uncle, but he lives in the countryside, so I don't see him very often. Right. Well, thank you very much. Now listen to part 2 again. I know your name is Harry, but what's your surname? It's Silverman. That's S-I-L-V-E-R-M-A-N. And which team do you play for, Mr. Silverman? I play for the Camels. Oh, that's my brother's favourite team. That's great. Now, how old were you when you started playing football? My father taught me when I was a child. I was 9. And are you married? Yes. I've been married for 5 years. What's your wife's name? It's Helen. Is that H-E-L-E-N? That's right. And do you play any other sports? Yes, I do. I play golf with my uncle, but he lives in the countryside, so I don't see him very often. Right. Well, thank you very much. That is the end of part 2. Rồi con nghe lần cuối nha, cố gắng nghe lần nữa và hoàn tất bài tập nghe của mình. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello. Can I ask you a few questions for my class? Sure. What do you want to know? What's your job? I'm a footballer. Can you see the answer? Now you listen and write. I know your name is Harry, but what's your surname? It's Silverman. That's S-I-L-V-E-R-M-A-N.
And which team do you play for, Mr. Silverman? I play for the Camels. Oh, that's my brother's favourite team. That's great. Now, how old were you when you started playing football? My father taught me when I was a child. I was 9. And are you married? Yes. I've been married for 5 years. What's your wife's name? It's Helen. Is that H-E-L-E-N? That's right. And do you play any other sports? Yes, I do. I play golf with my uncle, but he lives in the countryside, so I don't see him very often. Right. Well, thank you very much. Now listen to part 2 again. I know your name is Harry, but what's your surname? It's Silverman. That's S-I-L-V-E-R-M-A-N. And which team do you play for, Mr. Silverman? I play for the Camels. Oh, that's my brother's favourite team. That's great. Now, how old were you when you started playing football? My father taught me when I was a child. I was 9. And are you married? Yes. I've been married for 5 years. What's your wife's name? It's Helen. Is that H-E-L-E-N? That's right. And do you play any other sports? Yes, I do. I play golf with my uncle, but he lives in the countryside, so I don't see him very often. Right. Well... Okay. Who can answer? Question 1. His surname is... Who can tell me? Rồi, ai viết được tên họ của Harry? Tell me, please. Silverman. His surname is Silverman. Right. What team does he play for? His team is... Cậu ấy chơi cho đội bóng tên là gì? His team is... Rồi, ai nghe được? Đọc lên, thầy nghe ghi rồi. His team is... Rồi, con nghe... Camel. Lạc đà nghe. Camel. Rồi, his age, when he started playing. Bắt đầu chơi lúc mấy tuổi đây? Bắt đầu chơi lúc mấy tuổi? 9. Và and his wife's name is... Tên của vợ cậu ấy. His wife's name is... Tên gì? Helen. Right. Ngoài ra, cậu ấy còn chơi môn thể thao nào? Other sports. Là còn chơi môn thể thao nào nữa? Con có nghe ra tên bộ môn thể thao nào không? Who knows?
Golf. Golf là môn gì con? Golf là môn gì? Rồi hôm nay bài tập hôm nay mình làm được 3 bài tập. Nó có cả bài tập nghe, bài tập đọc hiểu. Về con nhớ học từ, ôm lại một số các động từ bất quy tắc. Một số động từ có quy tắc mình gặp trong các bài tập nghe. Rồi bây giờ thầy gửi cho mình đường link. Con có thể vào, sau đó con có thể mở camera. Tạm biệt thầy và hẹn gặp con trong buổi học tiếp theo. Rồi để thầy gửi vào cho. Okay.